Theo dự thảo nghị định quyết định quy định chi tiết về một số điều của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an đề xuất 4 loại phương tiện phải lắp thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh của người lái xe. Cụ thể thì theo đề xuất 4 loại phương tiện này sẽ bao gồm là xe ô tô kinh doanh vận tải, xe ô tô đầu kéo, xe cứu thương và xe cứu hộ giao thông. Thiết bị giám sát hành trình phải tuân thủ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và đảm bảo hoạt động liên tục trong thời gian xe tham gia giao thông. Và phải được lưu trữ và truyền dẫn các thông tin gồm tốc độ vận hành, hành trình, thời gian lái xe liên tục và các thông tin, dữ liệu khác về hệ thống quản lý dữ liệu giám sát hành trình của Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an. Cục Cảnh sát Giao thông sẽ sử dụng dữ liệu này để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn giao thông đường bộ và xử lý hành vi vi phạm pháp luật, quản lý nhà nước về vận tải đường bộ và được kết nối chia sẻ với Bộ Giao thông Vận tải, các cơ quan có liên quan. Dữ liệu vi phạm của các phương tiện được lưu trữ trong một thời gian là một năm.